Kính chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang xem đài trong chương trình là Postcard 5 năm sân khấu. Ta đài sư bình thoáng an nhiên đợi chờ cái chết của nàng đã làm cho ta run rẩy tay ngôn quyền. Tổ nghiệp linh thiêng che chở cho người nghệ sĩ của mình rất nhiều. Dòng họ mình có công nhưng mà có tội. Anh nói cái âm nhạc đó của Việt Nam không ai tin. Tống trẻ mà không có nữa thì lấy cái gì làm cải lương? Phi vọng cổ bất thành cải lương. Trong tuồng cải lương nào cũng phải có bài vọng cổ. Người yêu nay đã theo chồng, vẫn nhớ vẫn lòng bài giá.